Chiều tối ngày 3 tháng 6, người thân bà con láng giềng, đại diện các đoàn thể, lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi động viên chia buồn và hỗ trợ gia đình bé TGH 5 tuổi ở phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Đôi mắt trũng sâu, anh Thắng, cha của bé hát nghẹn ngào kể lại, vợ chồng anh cưới nhau hơn 15 năm, có hai con trai, con đầu 15 tuổi, còn bé hát thì chuẩn bị vào lớp 1. Nhìn di ảnh của con nhỏ, anh Thắng nước nghẹn vẫn không thể tin là con trai đã ra đi mãi mãi vì ngộ độc sau khi ăn bánh mì thịt. Anh kể hôm xảy ra vụ việc là ngày nghỉ lễ, cả gia đình mua bảy ổ bánh mì thịt tại tiệm Cô Băng ở phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh cho 8 người cùng ăn. Anh Thắng xót xa nói mọi người sau khi ăn bánh mì đều bị ngộ độc, trong đó con trai nhỏ của tôi là bị nặng nhất. Theo lời anh Thắng, hôm đó bé Hát chỉ ăn một ổ bánh mì với pate và chả. Đến khuya, bé bắt đầu có dấu hiệu tiêu chảy và nôn ói. Sáng hôm sau, gia đình mua thuốc cho bé uống, nhưng tình trạng không thuyên giảm. Tuy nhiên lúc đó bé vẫn còn khỏe mạnh, có thể nói chuyện và chơi đùa bình thường. Hôm 2 tháng 5, bé hát có dấu hiệu mệt mỏi và lên cơn sốt co giật. Gia đình vội vã đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, khu vực Long Khánh. Ngay khi đến bệnh viện, bé đã bị ngưng tim và được đưa vào hồi sức cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai. Tại đây, bé hát được các bác sĩ chẩn đoán là ngưng tim ngưng thở, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Đến ngày 4 tháng 5, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng do tình trạng bệnh quá nặng, bé H đã không qua khỏi vào tối ngày 2 tháng 6 sau một tháng điều trị. Anh Thắng thẫn thờ nói, mấy hôm trước vợ chồng con bàn bạc cho cháu đi học dự thính 3 tháng để chuẩn bị vào lớp 1, xong không ngờ là kế hoạch giang dở. Khi nhận thông tin cháu không qua khỏi, ông ngoại của bé Hát đã vội vã từ thành phố Châu Đốc An Giang, lặn lội trong đêm để kịp nhìn mặt cháu lần cuối. Ông kể lại, Hát là một đứa trẻ ngoan, mỗi khi rảnh rỗi bé thường rủ mẹ đi lễ chùa. Ông ngoại bé Hát chia sẻ, cháu nhỏ mà biết đi chùa niệm Phật chắc là sống thọ, không ngờ lại xảy ra chuyện xui rủi như vậy. Nhớ về những kỷ niệm đẹp, ông ngoại không khỏi nghẹn ngào. Bé hát rất dễ thương và dễ ăn. Mỗi khi chiều đến, mẹ bé thường gọi điện. Khi thấy ông ngoại đang ăn cơm, thì bé nói mẹ ơi dọn cơm cho con ăn. Giọng nói hồn nhiên vẫn còn ngọng của đứa trẻ sắp vào lớp 1 thật là đáng yêu. Thế mà này... Liên quan đến vụ việc, chủ cơ sở bánh mì đã khắc phục hậu quả, thanh toán số tiền hơn 580 triệu đồng viện phí cho các bệnh nhân. Đặc biệt, khi hay tin bé hát không qua khỏi, chủ tiệm bánh mì cô băng đã đến chia buồn, hỗ trợ cùng gia đình, lo hậu sự cho bé. Ngay sau khi sự việc cho bé 5 tuổi ở trường mầm non Hồng Nhung, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình được phát hiện bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường suốt một ngày dẫn đến tử vong, gây phẫn nộ trong dư luận. Vừa qua, tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình, bà ngoại bé TGH ôm mặt khóc nước nở kể lại, vào 6 giờ 20 phút hôm 29 tháng 5, tôi có dẫn cháu ra xe đưa đón của trường, xe đón tận nhà và thấy cháu đã ngồi vào hàng ghế thứ hai, sau ghế lái xe, tôi mới yên tâm quay về nhà cháu tôi hay có thói quen ngồi hàng ghế này, nó rất ngoan nhanh nhẹn, hiểu chuyện và khỏe mạnh. Thường ngày xe của trường sẽ đưa và đón trả trẻ về nhà cho phụ huynh, nhưng vì hôm nay là lễ tổng kết năm học nên phụ huynh phải đến trường đón con. Vào chiều hôm đó lúc 17 giờ, cậu của cháu tên là Đức Anh đã đến trường đón cháu nhưng tìm mãi không thấy cháu đâu, đã hỏi các cô giáo ở lớp thì mọi người nói là cháu hát hôm nay không đi học thấy vậy đức anh gọi về cho tôi và nói cô giáo bảo hôm nay hát không đi học nghe thế tôi còn quát con đùa chính mẹ sáng nay đưa cháu lên xe của trường sau lại bảo là không đi học tôi liền gọi điện cho cô giáo đã đón cháu ở xe hỏi việc cháu hát thì cô động viên tôi bà đợi cháu kiểm tra lại ai ngờ lại tìm thấy cháu trên xe ô tô cháu tôi đã bị chết ngạt cả ngày trời mà không ai hay biết bà ngoại bé hát nước nở ôm mặt khóc theo bà ngoại nạn nhân, bé hát vào học trường mầm non Hồng Nhung được hơn 2 năm với kinh phí hơn 3 triệu một tháng, bao gồm đưa và đón. Mẹ của hát chọn dịch vụ này để cả nhà không bị vất vả trong việc đưa đón cháu. Cháu ngồi hàng ghế trên, sau lái xe mà sau khi xuống không ai thèm quan tâm, để ý để cháu bị chết oan uổng như thế này. Khi vào bệnh viện, nhìn cháu tôi đau lòng quá, toàn thân quần áo ướt sũng, bất tỉnh. Khi tôi thủ thì động viên để đánh thức cháu thì bất ngờ máu mũi cháu ộc ra. Bà ngoại bé hát cho biết thêm, từ trước tới nay, rất ít khi trường Hồng Nhung thực hiện việc ký bàn giao học sinh với giáo viên của xe đưa đón. Thời gian gần đây thì tuyệt nhân không có việc ký kết gì khi đón nhận trẻ. Ngay việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không cũng không có. Cụ thể, ngay cháu hát gặp nạn, không có bất cứ thông tin nào gửi về cho bà. Chị Phạm Thị Thêm là hàng xóm khu nhà trọ với bà ngoại cháu hát kể lại. Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày hôm qua, bà ngoại của bé ớt, tên thường gọi ở nhà của hát, gọi cho tôi nhờ trông gian hàng giúp vì hát có chuyện. Tôi không kịp hỏi gì thêm, ra trông giúp bà. Nhưng 30 phút sau, bà ngoại ớt đã gọi lại, mếu máu khóc, báo tin hát chết. Tôi nghe mà sững sờ, không tin nổi là chuyện đó. Vì bình thường hát rất hoạt bát, nhanh nhẹn, vui vẻ, ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Nghe được tin đó tôi dọn hàng rồi chạy tới bệnh viện với bà ngoại ớt. Lúc này cậu của ớt đang thuật lại việc tìm thấy cháu trên xe trong tình trạng bất tỉnh. Kế ngồi trên xe nơi tìm thấy cháu bị cao xước Như thể cháu đã cố gắng vùng vẫy mong được cứu. Theo lời chị thêm, bà ngoại ớt có nhà ở Nam Định nhưng vì hai cậu của bé đang học bên Thái Bình nên gia đình đã chuyển sang bên này thuê trọ để bà vừa tiện chăm con vừa chăm cháu. Liên quan đến vụ cháu Hát bị bỏ quên trên xe ô tô dẫn đến tử vong, chiều ngày 30 tháng 5 tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, rất đông người thân họ hàng gần xa đến chia buồn cùng gia đình cháu TGH. Có mặt tại nhà tang lễ, anh Nguyễn Ngọc Thái, là người dân gần trường mầm non Hồng Nhung kể lại: "Chiều ngày 30 tháng 5, tôi đến trường đón con, lúc đến nơi thì thấy hai cô giáo đang cố gắng phá cửa nhưng không được. Thấy vậy tôi đi đến giúp sức, lấy chân đạp thật mạnh 4 đến 5 lần nhưng cánh cửa chỉ bị nghiêng một chút." Sau đó, anh Thái lấy hai tay, dùng hết sức phá cửa, mất khoảng 4 đến 5 phút để tạo ra một khoảng trống, đủ để cho một người chui vào trong ô tô. Anh Thái nói, lúc cô giáo chui vào bên trong ô tô, tôi ở ngoài giữ để cánh cửa khép lại. Một lúc sau, cô giáo bế cho bé ra ngoài, trong tình trạng người cho bé tím tái, tay chân thấy co dơ máu. Cũng theo anh Thái, do tập trung giữ cửa nên người đàn ông này không rõ, cháu hát ngồi ở hàng kế thứ mấy. Anh Thái chia sẻ thêm, tôi thấy có một anh phụ huynh đi ô tô thì nhờ anh đưa cháu lên bệnh viện xem thế nào, nhưng lúc đó tôi đã cảm thấy là cháu tiên lượng xấu. Biết tin cháu ở nhà tăng lễ nên chiều nay tôi đến để thắp nén hương, chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Tối 30 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh, sinh năm 1986 ở thành phố Thái Bình, Nhân viên đưa đón học sinh trường mầm non Hồng Nhung 2 để điều tra về tội vô ý làm chết người, quy định tại điều 128 Bộ luật hình sự. Các quyết định, lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân đồng cấp phê chuẩn. Trước đó vào trưa cùng ngày, công an thành phố Thái Bình thông tin với báo chí, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc công an thành phố Thái Bình đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi cháu TGH 5 tuổi, trú huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, học sinh trường mầm non Hồng Nhung 2 bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của nhà trường. Bước đầu, cảnh sát nhận định cháu bé ở trên ô tô đưa đón của nhà trường trong thời gian dài, thời tiết nắng nóng, sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp, do đó cảnh sát nhận định cháu bé bị suy hô hấp. Như đã đưa tin, 6 giờ 20 ngày 29 tháng 5, tài xế Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, lái ô tô 29 chỗ cùng Phương Quỳnh Anh, có nhiệm vụ đưa đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non Hồng Nhung 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, trong đó có cháu Trần Gia Hát, sinh năm 2019 ở huyện Vũ Thư. Tuy nhiên đến 17 giờ cùng ngày, người thân đến đón không thấy bé nên báo cáo nhà trường tìm kiếm, sau đó phát hiện cháu vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của trường. Mặc dù cháu bé đã được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, nhưng bé đã tử vong.